Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, với tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân những ngày đầu xuân năm mới, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật trong cải cách hành chính năm qua trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 50 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trong tỉnh với tổng số 415 thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và là một trong 13 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông, hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành trung ương. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2023. Tỉnh Hưng Yên đạt 78,5 điểm, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống hiện đang cung cấp 628 dịch vụ công trực tuyến một phần, 1.020 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ trên 92%, tích hợp 1.362 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt 88,2%, nằm trong top cao của cả nước. Trung tâm điều hành thông minh IOC khai trương vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, được ví là bộ não số của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu. Tất cả tạo nên một bức tranh cải cách hành chính nhiều màu sắc và đầy triển vọng của tỉnh Hưng Yên.